Rồi xong rồi nha. Bây giờ này là tới 70. Lên mình lên này là 30. Đây viên đấm này là 50 ha. Đây. Ở quá trình trăm này. Cái khoảng này là 35. Khoảng này cũng 35 cm luôn. Bảy mươi thấy nó hơi bự. Nắp này, nắp này mình cứ thải mở ra nghe. Đó. Rồi. Đúng rồi anh Thịnh ơi. Thôi nha, 30 rất là yên. Đây mình mua loa bên Thuận nha. Mua loa bên Thuận mới 2 ngày về là đã có dơi rồi. 2 ngày về là dơi nó có vô rồi. Mua loa bên Thuận dơi 2 ngày có dơi về luôn. Nó về thì mới được ít thôi nhưng mà lúc này là hiệu quả lắm rồi. Loa mình loa mua bên anh Thuận nha mọi người. Đây cái remote đây. Nói chung là mua bên anh Thuận thì anh chỉ rất là tận tình. Mới đầy 4 ngày thôi là dơi mình về được hơn 3 ký phân rồi nha mọi người. Nói chung là lúc đầu mình ra không kịp chứ lúc đầu nó ra nhiều lắm. Đó, giờ này là nó ra gần hết rồi đó, đi ăn rồi đó. Đến giờ này là mình bật loa nha. Mình bật cho mic đến mình để tới gần sáng luôn nha. Đó loa Thuận đang kêu te 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 đó. Đây. Loa bên cạnh đây nha mọi người. Cái này đi ăn. Cái này mình hút phân rồi nha.